không hút thuốc, không cờ bạc, biết nấu ăn, biết lắng nghe, không gia trưởng, biết người biết ta lắm. Hay quá. Và trọng nghĩa khinh tài. Thích cái đó, sống với tình cảm, nặng tình cảm. 60-70 tuổi hay 80 tuổi mà phụ nữ mà lớn tuổi thì không được, phụ nữ trẻ thì vẫn sánh được. Chứ có em mà sinh hết được rồi đó. Em có mong muốn sẽ có một đứa con không? Ba mẹ thì mất rồi đó, thì nhà bây giờ có cái nhà nhỏ, có một trái tim vàng thôi. Giờ thêm đang kiếm một trái tim vàng á, anh dễ nuôi lắm. Bữa cơm miếng tổ hú là xong, anh không quan trọng về miếng ăn. Xin mời nhà gái. Bây giờ là sự xuất hiện của nhà trai. Xin mời. Ôi, bên nhà gái tôi bấn loạn hết luôn nè. Chào anh, tiếng kèn nó già diết ha. Này hơi khớp bị vấp. Nồng nàn, bị vấp, bị vấp nốt. Không sao, chúc mình thổi lại. Ở nhà thì nhuyễn lắm. Dạ. Mà lên đây thì vấp quá. Xin chào anh Linh, xin chào chị Hồng Vân. Linh vẫn đẹp như xưa. Dạ. Xin chào người đẹp kế bên. Và xin chào quý vị. Dạ. Anh tên là gì? Em tên là Quý Văn Đại. Dạ. Năm nay 57 mùa xuân. Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Nghề nghiệp thì làm bảo vệ. Nhưng bảo vệ mà thổi kèn nồng nàn quá nha. Thì mình thích chơi văn nghệ. Trời ơi anh ơi, nghe tiếng kèn của anh là phải chạy qua đây là ngó mặt nhà trai trước. Hôm nay bị vấp rồi. Vấp nhưng mà vẫn nồng nàn say đắm. Bên đây nhà gái là thổn thức nè. Sao nè, bây giờ cô gái bên đây giới thiệu về mình đi. Xin chào hai MC. Xin chào khán giả. Chào em. Em tên Phan Thị Mỹ Tiên, 43 tuổi, ở quê ở Cà Mau, mua bán ở Cà Mau luôn. Em bán gấu bông. Bán gấu trời bông ơi hả? Nai quá nai vậy đó hả? Bây giờ em nói cho anh Đại anh nghe cái cảm xúc của em khi mà em nghe cái tiếng kèn coi. Nghe cũng vui. Kèn nó nồng nàn quá, quá. Người đẹp cái bên nghe thì tiếng kèn thì khi không quen. Dạ. Thôi giờ mình em hát đi. Ủa, hát trả lời. Rồi, hát luôn. Lấy là cái nốt nhạc bây giờ hát lời. Dạ, hát rồi. Luôn hát ha. Luôn. Dạ. Hát luôn ha. 2, 3. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, anh đi tìm mùa xuân trên đời, mùa đông chết đi rồi mùa xuân, mắt em đẹp trời sao, cho mình thương nhớ nhau. Mắt em đẹp trời sao, cho mình thương nhớ nhau. Hơi sốt. Nhà gái cho nhà trai biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em biết nấu ăn, mua bán giỏi. Điểm yếu thì hơi quên. Nhưng mà cái cửa hàng mình ngon lành không? Có dạ. Khá thu nhập ngon lành không? Dạ ngon. Cái chợ đêm á. Chợ đêm đúng chợ không? Đêm, dạ. Rồi ngon rồi, vậy là quá ngon rồi. Còn anh? Điểm mạnh của em là không hút thuốc, không cờ bạc, biết nấu ăn, biết lắng nghe, không gia trưởng, biết người biết ta lắm. Hay quá. Và trọng nghĩa khinh tài. Thích cái đó, sống với tình cảm, nặng tình cảm, biết lắng nghe. Dạ đúng rồi. Nên không thể nào mình đưa cái mình ý kiến mình ra được. Có gia đình hay như thế nào chưa? Về gia đình thì mới ly hôn. Mới đình thì 16 năm rồi. Mà lý do mình... Lý do là dầm cái về tiền bạc, sống không trung thực. Không. Anh có mấy người con rồi? Có một đứa con thôi, lớn 16 ra. Tuổi. Trai hay gái anh? Trai. Rồi, bên đây nè, mình nè. Mình nói về mối tình của mình coi nè. Em có một lần đò, không có con. Mình sống bao lâu thì mình chia tay? Dạ, 8 năm. 8 năm, lý do? Lý do nhậu quá. Rồi là chủ động, em chủ động chia tay luôn. Dạ. Bây giờ nè, anh đi muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cái người đó phải ra sao? Bây giờ mình cần cái người là cái tính tình là hòa đồng, tế nhị. Dạ. Và sống chân thật. Nên thôi yêu cầu như đó thôi.
Dạ. Đơn giản như thế con đàn gái. À, em muốn cái người tình của em là người chồng của em là biết lo gia đình, lo cuộc sống, không có cuộc sống ổn định. Em cũng không có gia trưởng. Dạ không thích nhậu. Không thích nhậu ngán rồi đúng không? Không có luôn, anh cũng không có luôn. Không, có chứ. Một hai lon thôi. À, mà sao? Giờ này bỏ lâu quá rồi. Tại vì đúng rồi nói là nhậu thì cũng có bạn hiền. Bây giờ mình cái sự mình xảy ra mình buồn á. Mà cái tính của anh hay nè, bạn lắm đây nè. Bây giờ em đang nhậu 5 lon kêu uống lon. Không lệ thuộc, bạn lắm lắm. Giờ hút thuốc kêu hút thuốc là hút thuốc. Em hơn người ta là chỗ đó. Hơn người ta là chỗ bạn lắm đó. Tại vì mình mê hát lắm. À. Thầy nói chứ muốn hát hay là không hút thuốc thì bỏ liền. Bỏ cái là xong luôn. Cứ sợ là ôi hút vô hát không hay, thế là bỏ thuốc tới giờ luôn. À, vậy là được rồi. Anh ơi, nhưng mà bây giờ á, nếu mà lấy vợ nữa thì anh có muốn có con không? Cũng tùy thuộc thôi, phụ nữ chứ. Không có, phụ nữ đàn ông. Tại vì người ta nói là ông lớn tuổi, giờ có 60-70 tuổi hay 80 tuổi mà phụ nữ mà lớn tuổi thì không được, phụ nữ trẻ thì vẫn sanh được. Dạ, yeah. Chứ có em mà sinh hết được rồi đó. Em có mong muốn sẽ có một đứa con không? Nếu có thì cũng được. Cái tuổi của em vẫn còn sanh bình thường. Dạ. Yeah. Em gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với em trai. À, lời đầu tiên cho em xin nói là em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Chào nhà trai. Rồi như giờ em thì cũng vậy, nhưng nghe nói thì nãy giờ em cũng được, không sao hết. Như giờ anh chị sẽ chọn bấm nút cho là được hai người được sống nhau là được rồi. Rồi đơn giản vậy ha. Cảm ơn em trai. Còn anh đi với ai? Mình đi của mình thôi. Rồi được rồi. Ủa? Mở rào đi. Mở rào rồi. Mở rào. Nhiệm vụ của anh đó nha anh trai. Nhiệm vụ của anh đó. Chào em. Anh có món quà tặng em. Hộp quà. Dạ em có cái tiền tặng. Cảm ơn em. Em biết sao mà trên đường đi đó, anh cứ suy nghĩ về em á. Chạy hoài riết có quên tập chuyện mua ông luôn. Ở nhà này nhớ mâm. Bánh thì mua hên quá mua qua. Có hộp thì mua qua. Cái đi đường cái nhớ kiếm bông hồi cái nghĩ tới em hồi chạy tới đây luôn. Quên luôn ha. Lúc mà gửi xe nó chết cha. Thấy tao có bông mình nó không có bông. Nhưng mà trong đây là gì? Trong này là gì anh? Cái bông. Em bà thiệt. Hộp bánh. Choco pie. Anh thấy chị hát đi. Giao lưu cho nó vui vui nào. Dù cho mưa anh xin đưa em đến cuối cuộc đời, dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn ngày, dù sao đi nữa anh vẫn yêu thương em. Dù sao đi nữa anh vẫn yêu thương em. Thôi chị hát lại quá. Sao nhà hát hay ghê mà sao đi hát dở quá. Ở nhà hát ngọt lắm. Nên nó rung được mà. Được. Hát tặng anh đi. Anh đến quê em đất biển Cà Mau, biển xanh bao la, cánh đồng muối trắng. Cái gì quên rồi. Hay. Nhưng mà giọng này hay à nghe. Hay, giọng hay. Đúng rồi. Em thích hát hả? Mốt về nên anh giờ cho thì anh học nhạc không biết mà. Đó. Sao giờ nếu nói như em mới xuống Cà Mau á thì anh cũng xuống được. Thì anh có người bạn ở dưới, người thân quen ở dưới Cần Thơ đó. Một tháng anh xuống được mấy lần? Một tháng á. Bây giờ mình nói một tháng mấy lần đó thì cũng khó nói. Vì đi làm anh, giờ anh làm công tác bảo vệ đó. Ngày làm ngày nghỉ. Mà nếu mà nghỉ một ngày là phải làm 3 ngày. Vậy hơi bị khó ha. Hơi bị khó. Còn tháng hè, tháng Tết là được phép. Ủa mà rồi. Cái khu của em ở có phức tạp không? Không. Ngay chợ trung tâm là anh chung... Em có thích võ thuật không? Thích võ thuật để bảo vệ mình không? Anh là người dạy võ đó. Anh gửi hồ sơ cho tổ chức rồi mà. Ừ. Tháo gỡ nhẹ nhàng. Bất cứ ai mà đụng chạm tới mình là văng ra hết. Nói có sách và có chứng liền luôn. Nhờ thử với... Dạ đúng rồi. Không ai mà thử với đây. Quên tên. Nhớ tên gì. Anh cái đồ anh làm vài đường. Tên gì quên rồi. Tên gì quên rồi. Chết ra mới quên tên rồi. Em tên gì? Anh em tên Tiên. Tiên hả? Anh tên gì em cũng quên luôn rồi. Quên luôn. Không sao. Anh nói tên anh đi. Anh tên Đại. Em đứng lên đi. Sao buổi giờ nó phức tạp. Nhiều khi chặn đường xin tiền này cái. Ví dụ người ta nắm tay đó anh mở anh sao? Giờ đó anh nắm em mở anh sao? Không thể nào được.
Nó dày xuống người ta cũng đi theo dày xuống. Chắc không biết đâu hả? Dạ, suy nghĩ xíu đi. Ông suy nghĩ giải thích luôn đi. Giải thích luôn, luôn chỉ luôn. Rất đơn giản thôi. Mình phải nhu nhẹ nhàng, mình nắm. Nếu mình gồng á, mình nắm đây, nắm chắc cho đi. Mình gồng đó là mình tự là điểm tựa cho người ta rồi. Thành cái cây chúng ta cựa rồi. Anh như em ha, em gồng thì nó cây mới anh thả lỏng. Thì đâu còn cái gì đâu. Đó là thôi. Còn mình tháo mở nè, nắm tay nè, nắm chắc cho. Chỉ cần như là xoay nè. Xoay vô nè. À đó, xoay thử xoay coi. Anh thấy không? Thấy khác liền không? Đó. Dạ, còn nếu thôi. Mà trường hợp nữa, nắm áo, nhưng sao mình gỡ? Rất đơn giản thôi. Để em nắm. Rồi mình bước ngang qua đây. Bình thường đó, vậy là thế mà đủ sức. Lấy cái tay này để đây nè. Để thẳng ra là thôi, đứng lên tại chỗ không cách nào tới thế. Là la lên là cú là đứng chỗ là địch thủ là đứng một chỗ đây này nè. Dạ. Thôi mai mốt vậy chi anh về anh bảo vệ bả luôn đi. Thì nói về con cái thì không phải là mình không muốn có, nhưng mà mình cứ để cái kinh tế cái đã. Kinh tế là chứ cái chính chứ, không có nhiều phải có ít. Không có là không được. Còn mà phần mà thăm hỏi thì chắc anh phải xuống em rồi. Tại vừa rồi anh cũng đi xuống Cần Thơ chơi, xuống Cờ Đỏ chơi. Đó. Anh đi xe bằng xe Honda chứ anh không có xe hơi. Nha. Yeah. Ủa, chị gái có muốn lên thành phố Hồ Chí Minh không? Nếu lấy nhau mà lên chợn có công việc làm thì cũng được. Mà giờ em ở dưới em cũng làm nữa. Cũng mua bán nữa. Trên đây em biết là em làm gì giờ? Đúng rồi, em có nghề buôn bán. Tại chỗ đó quen thì em cứ buôn bán đi đó thôi. Không sao, có chuyện ở sao. Bây giờ anh thì giờ anh em thì có 20 người thôi. Ba mẹ thì mất rồi. Đó, thì nhà bây giờ có cái nhà nhỏ. Có một trái tim vàng thôi. Giờ thêm đang kiếm một trái tim vàng á. Anh dễ nuôi lắm. Bữa cơm miếng tổ hũ là xong. Anh không quan trọng về miếng ăn. Cái quan trọng là sống thật với nhau. Lương tháng anh được nhiều. Mình đi rồi. Lương như nước anh bây giờ nó em có lương có 7-8 triệu à. Nếu mà cưới nhau thì ở đâu cũng được hay sao? Thì ở đâu cũng được thôi. Anh lên Sài Gòn được không? Sài Gòn được thì ở với anh ở cái nhà ở Sài Gòn. Rồi bây giờ anh chị đến đứng nắm tay nhau đi, truyền cảm xúc với nhau đó. Coi hai người nói thẳng là có nên cho nhau cơ hội hay đúng không? Rồi. Thì anh thấy anh sao, thấy em sao? Thì em biết ấy, anh thì rất đơn giản thôi. Nếu mà em muốn cho cơ hội thì mình sẽ tìm hiểu thêm nữa. Thôi. Em hỏi là sau này anh có bảo bọc được cho em không? Bảo bọc thì giờ sống thì mình có gì anh ấy thôi, khả năng của anh có như đó thôi. Nếu mà ví dụ như em muốn ăn thịt cá thì nhường thịt em ăn, anh em anh trai. Anh nói rồi mà, anh không quan trọng về anh uống. Tiền bạc đó thiệt á cũng không quan trọng. Em biết quan trọng là gì không? Quan trọng là sức khỏe đó. Đúng rồi. Sức khỏe, vậy mình tập hoài, lúc nào đi hít mấy năm nay. Thật ra mình tập. Anh hít đất á hả? Có, vô phòng ghi mà mấy ông kia nói, ô ông tập ghê lắm này. Ông làm gì tập bự vậy đấy? Tôi hít ghế không à, lấy hai ghế mụ á, hít không á. Đâu anh hít cái cho tiên nó hết hồn đi anh. Hít hả? Tôi chừng tăng xong anh ơi. Trời ơi, ngon lành. Rồi anh, được rồi anh, thế quá đẹp luôn. Rồi. Còn nếu mà không không mất cỡ anh mở coi con ngực anh. Hết. Được rồi anh, được rồi. Bà cũng báo em luôn là vừa rồi mình tập á, gan nhiễm mỡ hay gì đó, hết rồi. Không có đường huyết gì hết. Không muốn hỏi gì anh không? Như thế. Và anh nói em nghe nè, nếu ví dụ mà em mà đồng ý sống chung với anh á, không để em buồn. Anh là người biết sống. Giờ Tiên nói cái cảm nhận của Tiên về ảnh coi sao nè. Không biết nói gì giờ. Thôi giờ mình có duyên thì bấm, không có duyên thì cũng làm bạn. Vậy là hiểu rồi đó, là bấm được rồi đó. Để tao rút bấm đi anh chị. 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi, bấm một lượt luôn mới ghê chứ. Bấm mà bấm đồng điệu luôn á. Rồi nắm tay nhau đi. Bắt đầu mình hẹn hò có duyên đó. Á anh có duyên á, được không? Đâu hai người hôn nhau cái rồi cũng lớn rồi. Anh chỉ là em trai hả? Dạ đúng rồi. Xin phép rồi. Đó thì xin phép chứ, xin phép em trai. Xin phép em hôn ha. Rồi. Nhắc. Rồi. Cảm ơn chương trình, cảm ơn anh chị. Tạm biệt khán giả. Con cũng thấp cho nên anh đứng. Mai mốt mà ví dụ về mà có ấy là nòi giống nó cũng cải thiện chứ. À cải thiện nòi giống đúng không? Dạ. Thành nghe chữ anh trai mưa Thành bị thốn tim không? Cảm giác sao nào? Cảm giác còn có cái gì đó suy nghĩ. Suy nghĩ đúng không? Dạ vâng. Chút xíu hỏi nha, chút xíu mở rào cái mình hỏi liền. Mở rào. Nếu như mà em học xong rồi á thì định hướng công việc của em như thế nào? Em ở đây hay là về quê? Hay là theo anh? Hay là theo anh? Đó đúng rồi đó. Mời nhà trai.
Rồi, mời em trai ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Trời ơi, cô bé xinh xắn quá. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, lần đầu tiên đến với chương trình thì cho phép em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân, bạn nữ phía bên kia cùng toàn thể các khán giả ở trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên là Mai Duy Thành, sinh năm 1993, năm nay 27 tuổi. Thì cấp bậc hiện tại là trung úy, chức vụ là chính trị viên đội xe tổng hợp. Hiện đang công tác tại trung đoàn 935, sư đoàn 370. Hiện tại đơn vị đóng quân tại địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì về quê quán của tôi thì tôi sinh ra tại Quảng Bình, lớn lên tại Lâm Đồng và hiện đang công tác tại Biên Hòa. Bây giờ mình hết rung chưa nè, mình tự giới thiệu về bản thân mình. Dạ, dạ con chào cô, con chào chú Quyền Linh, con chào tất cả mọi người đang có mặt tại đây và chào anh bên kia nhé. Con xin tự giới thiệu, con là Lê Hoàng Anh. Năm nay con 20 tuổi, hiện tại con đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành dược. Con đang học tập tại Bình Dương. Và quê quán của con thì, dạ, con ở Quảng Trị. Quảng Trị á? Dạ. Quảng Trị. Nhưng mà cô hỏi nè, lý do gì mà hôm nay con lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Mới có 20 tuổi thôi mà. Dạ, tại vì lúc mà con đăng ký thì con nghĩ là sẽ khoảng 3 đến 4 năm mới tới lượt mình. Thì con đăng ký trước kiểu dành chỗ cô. Dành chỗ. Cái may mắn sao chương trình gọi và con cũng đăng ế nữa. Rồi ngày hôm nay á, là lúc mà khi mà con có biết là mình đăng ký là mình sẽ đăng ký ở cái số đặc biệt dành cho các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam không? À dạ con biết, con cũng thích về. Nguyện vọng của con là con yêu chú bộ đội đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Lý do? Điều đầu tiên con thấy là trung thủy, làm việc kiểu nghiêm túc. Ông qua đây đi, tôi nói ông nghe nè. À, qua bản coi đi nha mặt thầy gái luôn hả? Trời ơi, bé gái đúng không? Bé gái 20 tuổi và rất là đáng yêu. Trời ơi, xinh đẻ xắn con quá xinh luôn vậy đó. Đó. Mặt nét lắm nha. Con cảm ơn chú. Nhưng mà sao hồi đó giờ con có người yêu chưa? Dạ con cũng nói thiệt là tính tại hiện tại là con cũng được 20 năm là độc thân FA. 20 năm FA hả? Đó, 20 tuổi cái là con chưa có người yêu luôn. Dạ đúng rồi, chưa cờ rớt hay là kiểu đường này kia luôn. Thực sự mới chú nhìn đó. Hôm nay tôi rất là tự tin về được cái bên rồi. Đàn gái nhà tôi ha. Chú bộ đội đây để coi tình yêu chú thế nào. Em trai, có mấy mối tình rồi? Thưa anh Quỳnh Linh thì em trải qua được 2 mối tình rồi. 2 mối rồi. Mối thứ nhất là mấy bao lâu? Dạ, mối thứ nhất thì được khoảng hơn 1 năm. Ừ, mối thứ hai? Trải qua được khoảng 6 tháng. Lý do chia tay vậy? Dạ, về lý do chia tay thì thật ra là cơ bản là vì khoảng cách xa nhau. Thì đối với mối tình thứ nhất thì cô gái đó thì ở tại Lâm Đồng. Còn em thời gian đó thì học ngoài Hà Nội. Trời ơi, sao mà cách lòng hả? Gái ở đâu vậy? Con ở đâu con? Dạ con ở Quảng Trị. Tức là quê là ở Quảng Trị. Nhưng mà hiện nay con đang ở đâu? Bình Dương. Bình Dương chỗ nào? Thủ Dầu Một. Thủ Dầu Một có gần không? Dạ cũng không xa lắm ạ. Rồi vậy được, vậy khỏe re rồi. Chào cưng. Trời ơi, nhìn em như vậy nghĩ em cỡ 22 tuổi thôi. Thực sự chàng trai rất là trẻ trung luôn ha. Em tưởng tượng cô bạn bên đây như thế nào? Dạ vừa rồi thì em có nghe giọng nói thì em thấy giọng nói bạn khá là dễ thương ạ. Quê gốc em ở đâu? Dạ quê gốc của em ở Quảng Bình. Quảng Bình. Vậy bên kia Quảng Trị. Với Quảng Trị gần nhau không? Dạ sát nhau ạ. Sát nhau luôn hả? Dạ vâng ạ. Ồ vậy là hay quá. Em có điểm mạnh điểm yếu gì thông báo cho bà mối biết đi. Dạ về điểm mạnh của em thì mang tính chất đặc thù công việc thì em có trách nhiệm cao đối với công việc. Hai là tỉ mỉ cẩn thận. Về tính cách cá nhân của em thì luôn lạc quan, vui vẻ, hòa đồng, ghen đúng lúc đúng chỗ và có lý do của nó. Vâng. Rồi cái thôi bây giờ để mình nghe cái ưu khuyết điểm của bạn nữ nghe. Sao nè, con nói cho bạn bên đây nghe nè. Dạ, ưu điểm của con là biết nấu ăn, sống trong là gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Rồi biết đàn, rồi biết hát. Cái mẫu đàn ông lý tưởng của con là như thế nào? Con có một cái ngoại hình khuôn mẫu nào không? Thích nét của Hàn Quốc hay là của Hường Công hay là của diễn viên điện ảnh Quyền Linh? Con thích kiểu Việt Nam, kiểu rắn chắc, mạnh mẽ, khỏe mạnh thôi. Vậy cao hơn con cũng thấp cho nên anh đứng mai mốt mà ví dụ về mà có ấy là nòi giống nó cũng cải thiện chứ. Cải thiện nòi giống đúng không? Con mét nhiêu nè? Dạ con mét 53. Bên đây nhiêu em trai? Cao mét mấy? Dạ thưa anh Quyền Linh thì em cao 1m69,9 ạ.
Bạn nói là những cái mà mong muốn của bạn gái về cái hình mẫu người con trai đàn ông như vậy thì em thấy em tương thích là bao nhiêu phần trăm? Dạ em nghĩ thì chắc cũng khoảng được ít nhất là 70% ạ. Cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Thì thật ra từ hồi giờ thì em chưa xây dựng cho mình một cái hình tượng, một cái hình mẫu lý tưởng nào hết. Em mình nghĩ là quan trọng nhất là về vấn đề tình cảm. Nhưng mà ngoài ra thì em vẫn hy vọng là người bạn gái của em về ngoại hình thì cũng dễ nhìn một tí. Đừng quá xinh quá. Đừng quá xinh hả? Trời ơi. Tại vì đôi lúc do cái đặc thù công tác của tụi em á, thì đôi khi thì người ta ở ngoài thì có thời gian dành cho bạn gái, nhưng là tụi em lại đang bận hôm đó là phải đi trực. Không được xinh quá, tại sợ không lo được rồi mất công ghen hay mệt thương không? Mệt mỏi. Thôi, thôi được rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Em trai đi với ai? Dạ, thưa anh Quỳnh Linh, thì hôm nay đi với em thì có thủ trưởng và các đồng chí đồng đội cùng công tác tại trung đoàn 935. Ngoài thủ trưởng có ý kiến ạ? Kính thưa chương trình, kính thưa anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân cùng toàn thể các vị khán giả đang ngồi trong trường quay cũng như là các bạn khán giả trên màn nhỏ. Tôi tên là Nguyễn Văn Công, hiện tại đang là cán bộ quản lý cho đồng chí Thành. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì trước tiên thì xin phép có đôi lời về chỗ đồng chí Thành. Về đồng chí Thành thì tính cách rất là vui vẻ và hòa nhã và không bao giờ có nóng nảy gì hết, nhẫn nại và kiềm chế rất là tốt. Đấy, thật sự đó là một cái ưu điểm mà tôi thấy. Và cái khuyết điểm nổi bật mà của đồng chí Thành đấy là e dè trước phụ nữ. Đối với anh em con trai đồng chí đồng đội rất thoải mái, nhưng trước mặt phụ nữ là nhút nhát. Và đó chính là lý do mà đồng chí Thành có mặt ngày hôm nay. Và về bạn gái ở đây thì theo cảm nhận của tôi thấy là rất là hợp với chỗ đồng chí Thành. Cũng mong là trong đơn vị chúng tôi là có một hậu phương vững chắc và an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin cảm ơn. Cảm ơn thủ trưởng. Con đi với ai nè? Dạ, hôm nay con đi với anh trai mưa và một vàng em gái mưa. Anh trai mưa với em gái mưa luôn? Một vàng em gái mưa của con. Một vàng em gái mưa của con. Còn sống xét đồ này kia là mới bấm nút sau mới gặp sao cô. Anh đó là anh trai mưa hả? Sao lại là anh trai mưa? Thì hai đứa gặp nhau dưới mưa. Như là nãy bạn Quyền Anh đã nói rồi, là anh trai mưa mà mấy bạn đi chung ở đây. Dạ, thì con có đôi lời nhận xét tới bạn Hoàng Anh. Dạ, bạn Hoàng Anh là ngoan rồi, hạt hà, tốt bụng, từ lúc cũng giúp đỡ mọi người xung quanh. Dạ, em ấy học thì rất là giỏi. Dạ. Còn nhận xét bên anh trai bên đây thì nhìn là đẹp trai. Đẹp trai ha. Dạ. Con cũng sao con cũng mong là hai bạn hôm nay thì sau chương trình thì dạy cho nhau khoảng thời gian để mình tìm hiểu thêm. Sau đó thì mong mà hai bạn cũng đến nhau một cái hạnh phúc tốt đẹp. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Thành nghe chữ anh trai mưa Thành bị thốn tim không? Cảm giác sao nào? Cảm giác còn có cái gì đó suy nghĩ. Suy nghĩ đúng không? Dạ vâng. Chút xíu hỏi nha, chút xíu mở rào cái mình hỏi liền. Mở rào ông mới lau mồ hôi quá à. Tôi đứng kế bên mà tôi cũng bị mồ hôi nè. Rồi mở rào. Để tặng quà nào. Bắt đầu đi Thành. Dạ. Tới luôn. Bay tới. Anh chào em. Dạ. Hôm nay thì lần đầu tiên được gặp em, anh có một lẵng hoa với lại một quyển sách. Để trong sách anh có viết vài dòng. Dạ em cảm ơn. Rồi để đây con. Để đây. Rồi đó. Nhận sổ nè, rồi trao quà của mình luôn. Rồi em cũng có một món quà nhỏ thì tặng đến anh, là em nghĩ cái này không có lớn lao nhưng mà khi anh cần là có nó liền. Anh cầm cái này. Cái gì vậy? Mở ra đi con, cái gì con? Đây là kiểu dụng cụ y tế, mỗi lần anh cần cái gì là nó có. Rồi hai bạn ngồi đối diện với nhau tâm sự đi. Đó, mình cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt như thế nào? Anh nói trước đi, hiện tại em run em không có nói được gì. Không sao đâu. Thật ra thì vừa rồi thì em có giới thiệu với anh trai mưa thì anh cũng có hình dung một cái câu hỏi. Tại vì anh có suy nghĩ mà, thì không biết là anh trai mưa của em thì tại sao mà hai người thân với nhau rồi có cái tên là anh trai mưa? Gọi anh trai mưa kiểu một cách vui thôi chứ không có kiểu anh sợ kiểu mối quan hệ này kia đúng không? Dạ không.
chứ không phải là kiểu có mối quan hệ gì đó mờ ám là ấy thôi, ấy thôi đó mà. À, thật ra thì anh chị hỏi thôi để mình giải đáp cái suy nghĩ trong lòng anh thôi. Thì thật sự thì anh nghĩ cũng chỉ là một anh người anh trai rất là thân với em. Bây giờ nào nói cái cảm giác về nhau đi, bạn thì em thấy sao? Dạ con thấy anh khá trẻ so với tuổi, ngoài hình ưa nhìn, con sợ trắng quá cái đứng với con nó bị chạch. Bây giờ con rung quá không? Con không nói được cái gì hết cô ạ. Rung quá hả? Đâu dạ. Có gì đâu rung. Người chủ động trước á Thành. Nãy giờ là em rung dữ lắm á. Nói mà hổn hển luôn á. Dạ. Em cảm ơn sự gợi ý của chị ạ. Thì thật ra thì hôm nay đến với chương trình lần đầu tiên gặp em thì trước tiên thì nghe giọng nói của em rất là dễ thương. Thì sau khi được nhìn thấy mặt á thì thấy em rất là ngoại hình cũng như là giọng nói luôn, dễ thương như nhau. Em cảm ơn. Bây giờ ví dụ Thành nói đi, nếu như vậy em học xong rồi thì em sẽ ở đây hay là em về quê như thế nào? Tính tương lai coi nè. Nếu như mà em học xong rồi á thì định hướng công việc của em như thế nào? Em ở đây hay là về quê? Hay là theo anh? Hay là theo anh? Đó, đúng rồi đó. Con trả lời liền, con có 3 option đó. Con học xong thì con sẽ ở đây làm việc luôn ạ. Rồi cái option thứ 3 được không con? Theo anh nhưng mà phải để xem tình hình như nào. Mọi người xung quanh luôn đánh giá anh là một người tin tưởng. Còn về tương lai thì anh suy nghĩ như thế này. Thì cuộc đời có 3 giai đoạn: tiền vận, trung vận và hậu vận. Tiền vận có thể mình khó khăn một chút, nhưng mà quan trọng anh thích về hậu vận. Yeah. Mình được thoải mái, hạnh phúc. Đó, tư tưởng đó là tư tưởng cực kỳ để cho con tin tưởng. Bây đó. Giờ tiến tới nắm tay bạn gái ha. Yeah. Hỏi em, theo em thì khoảng bao lâu mình sẽ bước tới, tiến tới hôn nhân gì đó. Em thế nào đó, nắm tay bạn gái. Mời cho em nắm tay nha. Đây là cái nắm tay đầu tiên của con yên tâm. Cô thì... cảm nhận là cô yên tâm rồi đó. Đây anh diễm phúc lắm mới được nắm tay em. Đây là anh là người đầu tiên nắm tay em đó. Thì coi như là anh chủ động. Đối với bé này á, là Thành là cái diễm đầu tiên hết trơn. Dạ, dạ đúng rồi. Đó, đó con đứng lên với anh đi. Rồi. Em sẽ hát tặng anh và mọi người ca khúc Anh Có Về Quảng Trị Với Em Không. Wow, hay quá. Rồi. Truyền lửa đi Thành, truyền lửa đi cho em nó bớt rung nè. Anh có về Quảng Trị với em không? Trong bão tám nghe gió lao quạt lửa, mảnh đất miền Trung công như đòn gánh mẹ. Suốt một đời dài dầu với nắng mưa, anh có về Quảng Trị với em không? Từ thành cô từ bao đời trầm măng, mùa thu đến trong veo dòng thạch hàn, ngon dòng hò trống vẫn và đầy vơi, giữa mênh mông nghe sóng biển vỗ bờ, hướng mâm lúa đập đứng dậy, chiến tranh qua mà hố bom còn đầy, tháng năm dài chẳng lập nổi đau thương. Dạ rồi, con xin hát rồi. Để em xin hát một đoạn của bài Từ Đó của Phan Mạnh Quỳnh. Thật sự thì em hát không có hay. Hồi bé thì ở nhà lâu lâu cũng hát. Nhà em thì cũng có nuôi chó với mèo ấy. Mà hát xong rồi nó bỏ đi luôn. Không sao, tới mà lọc là được. Nhưng mà em ở lại là được rồi. Thì anh đang nắm tay em mà sao em chạy được đúng không? Em bình tĩnh nha, đừng chạy. Và hôn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu. Hòa vào cậy, vương vào nắng, và giấc mơ tôi có nàng. Trong bài ca ta viết thân thang. Dễ thương mà. Nãy giờ mình có thể nói chuyện vui, nhưng đã đến lúc chúng ta phải xem, kiểm tra lại thật kỹ con tim của mình nha các bạn. Đừng để người khác hiểu lầm mình.
bấm bằng cả trái tim. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Đồng nhịp luôn. Bắt một cái đồng nhịp luôn. Thật sự là hai trái tim rung động một lúc và cùng một nhịp luôn đấy. Bây giờ Thành nó thành nhìn có máy đi, coi như là cha mẹ của Thành với cha mẹ của bạn gái mình đó, Hoàng Anh đó. Nhân dịp hôm nay thì tham gia sự kiện, một sự kiện cũng hiếm được gặp, đó là lên sóng truyền hình, được gặp gỡ bé Hoàng Anh. Thì con xin phép cô chú cùng gia đình thì cho con được hôn hôn lên má bé Hoàng Anh một cái. Nào, cái này là sẽ ghi vào lịch sử, sau này cứ mở YouTube lên là thấy cái khúc này nha. Biến tóc nhẹ nhàng lên Thành. Tấn công. Nào. Có đồng ý không? Rồi. Chiến đấu. Làm gì nhắm mắt chứ. Có. Rồi, Thành. Mạnh dạn lên nào. Cái gì đầu tiên cũng phải một cặp mới được. Đầu tiên là phải một cặp. Ôi cô. Đầu tiên là phải một cặp. Bên đây nữa ta phải bình tĩnh từ từ nào, đúng không? Đầu hết tiên sức phải bình tĩnh nào. Trời ơi, đáng yêu làm sao á. Dù của anh trưa trời mưa, em gái mưa gì đó cũng bỏ qua một bên luôn ha. Băng qua giông bão mà tiến tới. Nào, chúc hai bạn hạnh phúc. Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù có cách xa thế cũng như đang ngồi gần đó. Dạ. Đừng buông tay nhau, cứ nắm chặt lấy tay nhau nha. Từ từ. Hai đứa đẹp lắm á. Chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên. Nhìn họ rất là trẻ trung, có thể nói là hai gương mặt cũng rất là hợp với nhau. Hy vọng rằng họ sẽ sớm báo tin vui chúng tôi quý vị nha. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. Dạ, con thích bạn trai da ngâm ngâm. Có gia trưởng hay không? Chắc không có đâu. Vũ ơi, có gia trưởng không Vũ ơi? Dạ không cô. Không có gia trưởng đúng không? Dạ vâng. Mình có bao nhiêu phần trăm Vũ? 90% ạ. 90% luôn? Vâng. Khẳng định luôn, tự tin dễ sợ không? Còn sao, còn con thấy mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ 101%. 101 luôn nha Vũ. Nên ta tự tin hơn mình nữa đó. Nấu đơn giản thôi, ví dụ như là gạo luộc, rau luộc, các thứ gạo đó. Luộc. Trứng luộc. Gạo luộc. Rồi nhà trai. Rồi, ngồi xin mời nhà trai. Gái. Mời em trai giới thiệu mình. Lời đầu tiên em gửi lời đầu tiên đến với chương trình, em gửi lời chào tới chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân và bạn nữ bên kia và toàn bộ khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Nguyễn Ngọc Vũ. Em sinh năm 1995. Sinh ra và lớn lên tại Biên Hòa Đồng Nai. Hiện em đang công tác tại đơn vị ban kỹ thuật Trung đoàn 935, Sư đoàn 370. Em công tác cụ thể là gì? Em bên bộ phận tác chiến điện tử. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh, anh Vũ bên kia và toàn bộ khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Thị Thu Thảo, em đang là nhân viên văn phòng tạm thời thôi. Em vừa mới tốt nghiệp đại học và đang chờ bằng để kiếm một công việc tốt hơn. Dạ. Mình vừa mới tốt nghiệp đại học, vậy là năm nay con nhiêu rồi? Dạ, con 23 tuổi, con sinh năm 97. Trẻ quá trời luôn, nói chứ 95 là cũng đến tuổi cập kê. Vũ... có điểm mạnh điểm yếu gì nói cho đàn gái nghe đi. Điểm mạnh của con là vui vẻ hòa đồng. Con nấu ăn giỏi. Nấu ăn giỏi? Dạ vâng. Vì con có học qua nấu ăn rồi. Có rồi, quá giỏi, đàn ông biết nấu ăn là giỏi rồi. Gì nữa Vũ? Dạ chăm sóc chu đáo. Chăm sóc chu đáo? Chăm sóc ai chu đáo? Chăm sóc, chăm sóc gia đình. Chăm sóc gia đình. Chăm sóc em được không anh? Được. Được, nó lớn lên. Được chưa em? Sao Thảo lại thích lấy chồng bộ đội? Dạ, tại con thì ngày xưa nói lớn lên, nói lớn cho anh nghe coi, anh đã coi. Dạ, ngày xưa thì con cũng từng thi vào quân đội công an, tại vì con cũng rất là yêu thích ngành này. Nhưng mà không có duyên á, không đủ điểm, cho nên là con đã trẻ hướng khác và thi vào Học viện Hành chính Quốc gia. Thi vào bộ đội chắc là ốm quá không nhận đúng không? Sức khỏe không đủ gì đúng không? Dạ không, sức khỏe tốt coi. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của con là gì nè?
Dạ, về điểm mạnh thì con nghĩ mình là một người vẻ, dễ hòa đồng và năng động. Còn về nhược điểm thì con có một xíu hơi hay quên, với lại cũng hơi là nhạy cảm. Nhạy cảm là sao? Dạ. Dễ khóc dễ cười hả hay sao? Dạ, cũng sáng nắng chiều mưa. Dạ, chưa áo khóc gì đó. Vậy đó hả? Dạ. Có hay ghen không? Dạ, cũng tùy trường hợp ạ. Rồi con thích cái mẫu người đàn ông của mình sao? Con thì thích một người con trai trưởng thành, không hút thuốc, có thể là uống bia rượu, nhưng mà đúng lúc và có chừng mực. Khi anh ở nhà thì anh có thể phụ giúp với em. Là phải mình hỗ trợ cho em đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà ngoại hình thì sao con? Con thích đàn ông ngoại hình thế nào? Dạ, con thì thích bạn trai cao hơn con. Cao hơn con? Dạ. Con cao mét mấy? Dạ, con cao 1m66. Trời, quá dữ luôn. Đây mét mấy? Mét 74. Được. Trời ơi, ngon lành. Nhẹ nhàng thôi, 74 nhẹ nhàng. Trời ơi. Rồi, yêu cầu con gì? Ngoại hình đàn trai thế nào nữa? Dạ, con thích bạn trai da ngâm ngâm. Có da trưởng hay không? Chắc không có đâu. Vũ ơi, có gia trưởng không Vũ ơi? Dạ không cô. Không có gia trưởng đúng không? Dạ vâng. Rồi còn Vũ, Vũ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ muốn tìm một cô gái mà không cần xinh lắm, biết chia sẻ công việc với mình, biết hiểu mình, chăm sóc mình tốt. Ngoại hình sao? Chiều cao thấp hơn mình là được rồi. Thấp rồi đó. Dạ. Rồi con có mấy mối tình rồi? Vũ. Dạ, có 2 mối tình. 2 mối hả? Dạ vâng. Sao chia tay? Dạ ở ta là chia tay vì khoảng cách xa. Bạn này con ở đâu? Thảo ở. Thảo ở đâu vậy? Dạ con sinh ra và lớn lên ở Bình Phước. Hiện tại thì con đang học tập ở Sài Gòn. Đây đang ở Biên Hòa đúng không? Dạ. Cũng không xa. Con có một cái yêu cầu thêm gì nữa ở người bạn trai của mình không? Nếu mà bạn trai bên kia có một nụ cười đẹp thì cười tươi. Thì cười tươi. Dạ thì con nghĩ là những người như vậy thì thường là vui vẻ, hòa đồng và họ sẽ năng động. Ai cũng cười tươi hết con. Thích có răng cười như con không? Dạ. Răng đều đẹp rồi. Răng đều đẹp thôi. Ừ. Mà mình có mấy mối tình rồi Thảo? Con thì cũng từng có một mối tình. Một mối tình sao chia tay? Dạ thì cũng là yêu xa, khoảng cách xa quá. Dạ niềm tin không có đủ lớn. Với bạn đó phản bội con và con cô gái khác. Trời, dạ cho nên là con đã kết thúc. Đây cô gái xinh đẹp gì mà phản bội thì tội cô chủ đi. Động kết thúc mấy chú trong quân đội. Tại vì trong quân đội là đầu tiên phải rèn rũa làm kỷ luật. Kỷ luật thủy thép chung đó. Son sắc. Đó. Thôi mình cứ yên tâm đã nha. Rồi. Ha. Qua coi đàn trai đi, đàn trai cao ráo 1m74 ha. Để coi nha. Tóc tai hết gọn gàng ha. Hiền lành, chất phác. Đó. Chào Vũ. Dạ chào cô. Sao nè Vũ? Nãy giờ Vũ nghe bạn này bạn đòi hỏi vậy Vũ thấy mình có bao nhiêu phần trăm Vũ? 90% ạ. 90% luôn. Vâng. Khẳng định luôn, tự tin dễ sợ. Còn sao, còn con thấy mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ 101%. 101 luôn nha Vũ. Nên ta tự tin hơn mình nữa đó. Dạ, Vũ cười có răng khểnh không? Dạ không có. Không có răng khểnh hả? Đâu muốn mua răng khểnh gắn vô có gì đâu sợ. Ủa thì tôi có nói gì đâu trời. Khó khăn thiệt á. Thì Vũ muốn yêu cầu. Vũ đi. Bữa nay Vũ đi với ai vậy Vũ? Hôm nay em đi với các đồng chí đồng đội. Các đồng chí đồng đội. Với thủ trưởng của mình. Đâu thủ trưởng, xin mời thủ trưởng bên Vũ. Xin gửi lời chào tốt đẹp nhất tới ban biên tập chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin kính chúc anh Quyền Linh và chị Hồng Vân sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Lời đầu tiên thay mặt cán bộ chiến sĩ trung đoàn 935 muốn nói là em gái rất là dễ thương, thông minh, sắc sảo. Em rất tuyệt vời. Đấy. Rất tuyệt vời luôn. Đó. Vũ nghe chưa? Vũ nghe chưa? Còn về đồng chí Vũ của đơn vị chúng tôi thì đồng chí Vũ là một người rất là hiền lành, hơi nhút nhát nhưng chuyên môn nghiệp vụ rất là giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Còn trong cuộc sống thì đồng chí luôn quan tâm đến bạn bè, đồng chí đồng đội. Đồng chí là một người tốt, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Còn đến với chương trình hôm nay thì chúng tôi rất mong muốn hai bạn sẽ dành cho nhau nhiều tình cảm hơn nữa, tiến xa hơn nữa, đặc biệt trong thời gian gần nhất đơn vị và chương trình sẽ nhận được thiệp hồng mang tên hai bạn. Xin cảm ơn. Rồi, hôm nay bạn Thảo đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với hai người bạn thân thiết của em. Và em rất muốn nghe được sự chia sẻ của hai người bạn nè. Dạ, lời đầu tiên thì con xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Con tên là Phương, con là bạn thân của Thảo. Cũng thân cũng gần 10 năm rồi. Dạ, thì Thảo, nhận xét trước về Thảo thì Thảo rất là hiền, chuẩn người phụ nữ gia đình á. Nhưng mà bị cái là hơi hay quên chút. Nên là nhiều khi anh mà làm nó giận là nó cũng không nhớ đâu.
Dạ. Nghe anh nói là anh có nấu ăn được thì bù cho Thảo, tại vì Thảo nấu ăn thì vẫn được nhưng mà nó không được khéo cho lắm. Nấu đơn giản thôi, ví dụ như là gạo luộc, rau luộc, các thứ gạo đó. Gạo luộc. Dạ. Trời thì ơi, cũng tương. Mà dạ, nói chung là anh Thảo là rất là hiền. Nhận xét về bên bạn này á Thảo, thì anh này đẹp trai, chuẩn gu của Thảo, cao to đen, còn hôi hay không thì chưa biết. Tại là Thảo phải thử. Nếu như mà được á, thì hai bạn có thể là cho nhau cơ hội. Tại vì mình gặp ở đây là duyên trước đã. Hai bạn cảm thấy nếu như mà là nửa mảnh ghép của nhau á, thì mình sớm có tin vui. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Dạ. Áp lực quá ha. Nghe bạn nói xong áp lực. Mở rào. Mở ra. Con chờ mở xong cầm. Rồi, bắt đầu đi. Rồi, đã, đứng lên tặng nè. Để cho anh. Dạ, em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Dạ. Đâu, quà sao, nói ý nghĩa coi. Nói ý nghĩa coi quà là cái gì nè. Mở ra. Dạ, quà là cái ly. Cái ly, bởi vì cái ly hay dùng thường xuyên nên mỗi lần dùng thì nhớ tới người mà đồng hành cùng với mình. Thảo tặng gì con? Dạ con tặng một cuốn sách có tên là Đúng Việc, thì hy vọng là anh cũng sẽ chọn được đúng người. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ dạ em cho anh, em cảm nhận là thấy anh khá là điển trai. Em rất là thích cái điểm đó là anh nấu ăn rất là gọi. Hồi nãy thì em có nghe anh chia sẻ là lý do anh chia tay á là do khoảng cách xa quá. Thì không biết là khi mà em hiện tại thì trước mắt thì chắc em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn, mà anh thì anh ở Biên Hòa. Vậy thì không biết là mình cũng có khoảng cách, cũng hơi gọi là cũng có xíu khoảng cách địa lý một xíu. Thì không biết là ví dụ như trong một tháng thì anh có thể lên gặp em được mấy lần? Nếu mà đơn vị tạo điều kiện cho phép thì thứ bảy chủ nhật anh sẽ chạy lên Sài Gòn để thăm em từ 1 đến 2 lần. Trừ những hôm mà anh trực không để thăm em được thì anh sẽ nói cho em nghe. Vì nhà anh ở dưới Biên Hòa nên có thể anh sẽ ở Biên Hòa luôn. Dạ. Em có thể lập nghiệp xong, em có công việc, em đang làm công việc tốt mà em có thể xuống Biên Hòa ở cùng với gia đình anh. Nếu tiến tới hôn nhân rồi. Cưng dễ sợ cưng. Em cũng nghĩ là hiện tại thì trước mắt em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn. Nếu như ở dưới Biên Hòa có công việc phù hợp thì em cũng linh động và chủ động có thể xuống ở gần anh hơn. Thì dĩ nhiên là em vẫn sẽ thích ở gần người yêu của mình hơn. Còn về vấn đề mà mình sống chung hay sống riêng á, hoặc là ở chung với bố mẹ hay không á, thì em cũng không có ngại việc làm dâu. Nhưng mà em rất là mong muốn là hai đứa mình có thể ra ở riêng với nhau và vẫn có thể chăm lo được cho bên nội và bên ngoại. Em hiểu tính chất công việc của anh, những lúc anh bận hay gì kia thì em có thể chủ động. Nhưng mà ngược lại thì anh cũng không thể như vậy mà ỷ y được. Tại vì em dù sao cũng là con gái, em cũng không thể nào chủ động mãi trong một cuộc tình được. Nếu như về sau này chỉ còn là một mình em chủ động thì em nghĩ là nó đi tới hồi kết rồi. Bây giờ đứng lên nắm tay bạn gái nói đi, chủ động thử nào. Cổ phải chứng minh cho cổ thấy là mình không phải là cái người mà thụ động. Lên nào đó. Đó. Nắm hai tay luôn. Đó, nhìn bạn gái, nhìn thẳng vô bạn gái. Mạnh mẽ lên nào, chủ động lên nào. Tấn công. Quyết chiến quyết thắng. Nếu mà tìm hiểu nhau mà thấy kiểu hợp nhau thì mình sẽ tiến tới. Tính của anh thì nói chung là nhát gái. Không chung nhát là cái gì, nhẹp. Chỉ có nhát gái thôi. Nhưng mà về cách thể hiện trong hành động mà công việc này nọ thì anh hành động tốt. Em là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu, nói chuyện nhẹ nhàng. Chúng ta tìm hiểu nhau, anh sẽ luôn quan tâm, chăm sóc chu đáo, kỹ càng cho em. Em tin tưởng anh vì nếu mà anh yêu ai thì chỉ yêu một mình, không có kiểu mà nhắn tin nhiều người. Vậy là chỉ có một người trong lòng thôi, không bao giờ so sánh cô gái của mình với bất kỳ ai. Anh sẽ chủ động trong tất cả mọi việc, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Dạ, em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh nếu như mình có duyên về sau. À, hay quá, hay quá. Rồi, ok.
sẵn sàng. Sẵn sàng nha, bây giờ nghe đếm nghe. Chúng ta phải làm theo sự mách bảo của con tim. Con tim của mình sao là mình cứ làm như vậy đi. Ừ. Rồi nè, 1. Không thích không cần bấm. 2. 3. Trời ơi, bấm mà bấm cùng nhịp luôn, tôi nói cho ông biết. Cách cách. Ok con. Mặt xanh lét hết rồi. Con chọn lựa như vậy là sáng suốt. Trời, mặt còn chút máu. Xanh chứ. Làm sợ dữ Vũ. Nắm tay cái coi. Nắm tay nè, bây giờ là Vũ mạnh mẽ lên nè con. Hít hơi thật sâu vô nào. Ừ. Cháu chào hai bác. Con tìm hiểu Thảo. Thì cháu thấy hai người đó hợp tính nhau. Cháu mong hai bác cho hai cháu được tìm hiểu nhau và quen biết nhau tiến tới hôn nhân, dài lâu tiến tới hôn nhân. Con xin bác cho con hôn Thảo một cái nghe mẹ. Đúng rồi. Hôn cái hả? Xin hai cái đi. Đó. Cái ly của anh là lúc nào cũng cầm theo nghe không? Uống riêng nha, đó để nhớ tới anh nha. Vũ bây giờ chủ động nào? Chủ động đi Vũ, mạnh mẽ lên Vũ. Anh xin cái nữa. Ừ, đó. Cưng gì đâu, cưng quá. Rồi nè, mẹ nên chủ động. Xin là phải làm liền, xin là phải làm liền. Đó, trời ơi. Không nghe lỗ tai nhộn chết luôn hả? Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù có cách xa thế cũng như đang ngồi gần đó. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc. Nắm tay đi, nắm tay đi, nắm tay xuống chào đi. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người. Dễ thương quá. Bây giờ mình mới biết được rằng là những cái rung động đầu đời đó nó khó tả lắm mà đáng yêu mình lắm. Nó đáng, rất là đáng yêu. Xem là giây phút này á, chúng ta cảm giác rằng nó cuộc tình nó trong veo đó, nó gần như là còn nguyên vẹn đó. Đúng rồi. Rất là dễ thương. Hãy giữ lấy những khoảnh khắc đó để chúng ta có thể có động lực hơn trong tình yêu, và hãy giữ những khoảnh khắc đó để tiến xa hơn trong đường hạnh phúc. Và hy vọng rằng trong thời gian rất ngắn, hai bạn sẽ hiểu nhau và về chung một nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Khiển lúc trước là mình không thổ lộ, quá khép kín. Dạ, bây giờ là rồi. Mình lại open quá. Mình open quá xong là over luôn. Bị over luôn. Over luôn. Mỹ ơi, bạn này được đó. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Nghe cô qua có vẻ nó hơi sến sến anh ha. Đúng nhưng rồi. Mà sến nhưng mà thiệt. Nhưng mà nó thật. Em thích cái gì đó sến mà thiệt á. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Trời ơi, dạ, chào quá. Dạ, dạ. Mời em ngồi. À, xin mời nhà gái. Hôm nay hai bạn đã có mặt ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, cách cái hàng rào thôi. Mời em trai giới thiệu về mình. Cho em xin gửi lời chào tới anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Ừ. Và tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay ạ. Xin giới thiệu, em tên là Phạm Văn Huy. Phạm Văn Huy. Dạ, quê ở Nam Định ạ. Bao nhiêu tuổi Huy? Dạ em năm nay 30 tuổi. 30 tuổi. Dạ. Huy làm nghề gì? Dạ em là sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow, vậy mời đó bạn hả? Thử. Rồi cưng, em giới thiệu đi. Dạ em xin chào hai MC rất là dễ thương của chương trình, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào cùng em. Toàn thể quý khán giả đã được có mặt ngày hôm nay. Dạ em, tên đầy đủ của em là Huỳnh Thị Diệu Mỹ. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang là bảo mẫu tiểu học tại trường tiểu học Vinschool Central Park. À, chị rất là thích nghe cái chữ bảo mẫu, tại vì con chị là nó nói về mấy cô bảo mẫu rất là đáng yêu. Mỹ, Mỹ là dạy ở quận mấy vậy? Dạ ở Bình Thạnh. Bình Thạnh, Bình Thạnh. Hả? Dạ. Còn Huy là ở quận mấy? Em ở quận 12 ạ. Quận 12. Dạ. Bình Thạnh ở quận 12 thì cũng không đến nỗi xa dạ, lắm ha. Em dạ. Nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Oh. Dạ, sẵn bây tiện. Em hát, dạ. Bài nào cho nó xôm xôm nữa. Dạ được, dạ được. Để coi nhà sản xuất âm nhạc bên đây con sao nè. Dạ dạ, vậy sẵn đây em xin tặng bạn Huy và mọi người một ca khúc cũng khá là vui, bài Người Hãy Quên Em Đi. Dạ em hát bài này không phải là muốn cái thằng bên kia quên em đâu nha. Ok. Dạ. Người hãy quên em đi. Dạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Bên kia hát chồng nếu đi. Anh không bài còn gì để vương dạ, vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa.
tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Yeah, hay quá, hay quá. Hay quá. Được không? Nhà sản xuất âm nhạc. Dạ, hay dạ. Bạn Huy thấy sao vậy? Huy Huy Trân đã cảm thấy là lung túng trong người khi nghe giọng hát. Mai qua phòng thu quảnh luôn. Dạ. Rồi bây giờ em hát đáp lại bên đàn gái coi nào. Em hát bài của anh Ưng Hồng Phúc đi. Tôi không tin nha. Rồi. Tôi không tin đời tôi có em rồi phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Tôi không tin tình em dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Hay quá. Được rồi. Bên kia hát người hãy quên em đi. Dạ. Bên đây hát bài anh không tin. Tôi không tin. Đó. Ồ, mà sao coi như không tin quá. Là mình hãy quên nhau đi, mà mình phải yêu nhau đi. Dạ, đúng rồi, đúng. Em trai. Dạ. Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là ngủ ngáy. Ngủ ngáy. Với lại hơi sợ ma một xíu. Trai mà sợ ma hả? Trời ơi, tôi tính là nói hai người mà có quen nhau rồi đến coi kịch ma bên tôi mà ông nói vậy thôi, sao tính mời được trời. Tại vì chắc một mình em thì em sợ, hai người không biết. Cái bữa nào thử nó sao đi. Dạ. Mốt mời hai bạn đến sân khấu kịch Hồng Vân. Dạ. Phú Nhuận nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình nói một chút đường tình duyên bên đàn gái cho đàn trai nghe đi. Đường tình duyên của em nó cũng khá là lận đận. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Thì không, chưa yêu ai hả? Dạ, thật ra thì đối với em lúc trước á, lúc mà em còn học, đi học trong ghế nhà trường thì em tính tình của em rất là đóng. Tức là em hơi nội tâm á. Em thích cái gì, em thích hát nhưng mà em rất là nhát. Rồi khi mà em ví dụ em có tình cảm, em thích một bạn nào đó thì em lại không có dám nói ra. Thì sau khi mà em đi làm, em ra trường em đi làm thì tự nhiên em phát triển lên, em muốn thay đổi con người em tự tin lên. Thì tự nhiên là nó bị khập khiễng đó chị. Khập khiễng lúc trước là mình không thổ lộ, quá khép kín. Dạ, bây giờ là rồi. Mình lại open quá. Mình open quá xong là over luôn. Đi over, đúng over không? Luôn. Em đi thể hiện tình cảm của mình cho những người mà em thích. Em có tình cảm hoặc là em nghĩ là người ta có tình cảm với em. Thế là em cứ thể hiện quá trời luôn. Và cuối cùng thì không có thành công được. Không thành công. Dạ, luôn. Đúng rồi, mà nói tóm lại là cái bài đó cực kỳ hợp với em. Chưa một lần yêu ai. Dạ. Nhìn về thôi tương gì? Lai. Tức là nhìn về tương lai đó mà. Chưa yêu ai đúng không? Chào em. Dạ chào chị. Trẻ măng trẻ mẳng vậy luôn hả trời? U30 rồi chị. U30. U30 rồi. Dạ. Hả? Trẻ lắm em ơi. 30 tuổi mà trẻ măng trẻ mẳng. Em có nói cho chị Vân nghe đi. Em thì chính thức là có hai mối tình. Một mối tình thì ngày xưa bố mẹ em ở ngoài quê á. Về quê xong rồi nhà bác á có đám cưới. Thì đêm đó em tới đó em hát một bài xong rồi tự nhiên quen luôn nhưng mà cái tình yêu nó hơi bị xa, tại vì ít gặp lắm, một năm gặp khoảng mấy lần thôi, tại vì bạn nó đang ngoài Hà Nội mà em lại ở trong nói chung này. Là yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi, yêu xa. Và mối tình thứ hai vậy cũng yêu xa, cuối cùng là chia tay hết. Dạ, cả hai mối tình rồi. Là chỉ vì yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi. Mối tình này gần nè, bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì một cô bạn là tính tình hơi hiền chút. Hiền. Dạ. Hiểu chuyện chút xíu là người. Bây giờ chị nói cho em nghe này, cái người bạn gái bên đây. Dạ. Có những đặc điểm như sau: 29 tuổi mà chưa một lần yêu ai, tinh khôi nghe. Dạ. Và có một cái nét gì đó của chị bóng hồi trẻ. À, có tuyệt vời đấy. Hơn như thế nữa thì em sẽ tự tìm hiểu. Dạ. Còn bây giờ tôi xin mời ông. Bóng hả? Bóng bằng bàn. Ừ, bóng ăn cơm vàng, đó, cơm bạc người ta. Đó. Ừ, tạm gái cũng có răng khểnh chút chứ. Thì y chang bóng hồi đó mà lại. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ em nói điều em thích ra nha. Em thích một người đàn ông. Đàn ông Người đàn ông phải bản lĩnh đàn ông. Mình phải ga lăng. Dạ, đối nhân xử thế em thích cái chỗ đó nhất. Mình đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Dạ, phải vui vẻ. Em thích một người đàn ông vui vẻ, là hài hước nè. Dạ. Rồi
không cần phải có tài lẻ gì nhiều đâu. Và cao đó anh, em thích cao. Cao. Cao hơn em. Bạn rồi không đó thích điều gì đàn ông? Em đến 55. Dạ. Không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Dạ. Em thích một người phải nói là mình bề ngoài mình phải biết chỉnh chu, mình gọn gàng, mình sạch sẽ. Tại vì em ở nhà em là em hay làm việc nhà, là em nhà em không sạch sẽ gì. Bây giờ cho người thân góp ý kiến đi rồi mở rào ra nha. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị bạn thân của em. Em xin chào anh Hiền Linh và chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh ạ. Em là bạn của Mỹ ạ. Em thấy bạn trai này có hợp với Mỹ không? Ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi. Em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. 70% trở lên là ok rồi. Dạ. Mỹ ơi, bạn này được đó. Rồi cảm ơn em. Dạ. Huy đi với ai Huy? Dạ em đi cùng với người anh trai. Anh trai đồng nghiệp. Đồng nghiệp. À, lời đầu tiên xin cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh với lại chị Hồng Vân ạ. Theo em thì bạn nữ này cũng khá xinh, nói chuyện rất là hoạt bát, và nhất là cũng có cái sở thích là ca hát chung với lại Huy, cho nên em nghĩ là hai người cũng khá là tương xứng với nhau. Rồi bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt để họ tự trao đổi với nhau nha. Mở rào. Hồi hộp hả Linh? Hồi hộp hả? Có gì đâu hồi hộp, coi như mình mời bạn gái vô phòng thu âm vậy thôi ha. Bắt đầu đi Huy. Ủa? Chào anh có cái bông hoa tặng cho em. Dạ. Anh tự làm. Dạ anh tự làm. Cho vui. Mở ra đi, cái gì vậy cưng? Tặng gì ạ? Cái bông hoa em tự làm. Ờ nhưng mà ý nghĩa em nói ý nghĩa về món quà của mình đi. Dạ cái bông hoa này thì em tự đặt tên như là bông hoa tỏ tình. Bông hoa tỏ tình à? Dạ tại vì em tự làm mà. À. Dạ. Đó là đơn giản thôi chứ. Dạ. Hy vọng em sẽ thích. Dạ em thích. Dạ em thích. Rồi em mở quà của bạn nữ đi cưng. Huy. Ừ, mở quà. Dạ, từ từ nha anh Huy, cái chừng bất ngờ đó anh. Trời ơi, quả trứng. Dạ. Được nhanh rất gì ta. Dạ, cho em đọc nha. Rồi rồi, đố anh luôn á, cái này là một tên một bài hát anh. Rất vui được gặp nhau à. Còn cái bài hát này là hát gì của ai ta? Dạ, dạ. Em thuộc bài này không? Dạ, em sẽ hát tặng anh luôn. Cảm ơn em. Ủa tại sao tặng trứng là rất vui gặp nhau là sao? Dạ đây là cái món ăn mà gần đây em rất là thường ăn. Và cái này là cái món ăn mà thường nhật giản dị. Nó ít dầu mỡ và nó tốt cho sức khỏe. Ý nghĩa đó là ngon, bổ, rẻ. Em cũng rất thích trứng luôn. Vậy anh có muốn nghe bài hát không? Có, em hát thử cho anh nghe khúc. Ta nhận ra nhau trước khi gặp nhau, tự như trong tiềm thức đã từng mơ như thế. Anh và em những gương mặt xa lạ, đến với nhau bằng tâm hồn thân quen. Hay quá quý vị ơi. Ánh mắt đó chạm nhau, bối rối cứ thật lâu, để khoảnh khắc này mãi đậm sâu. Rất vui được gặp nhau, dù ngày sau ai biết sẽ đi về đâu, chỉ cần ta khẽ nói với nhau một câu trước khi mọi thứ bắt đầu. Rất vui được gặp nhau. Yes. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chắc là tôi xin được tặng cho bạn một chút xíu âm nhạc đúng không ạ? Dạ được, dạ được. Bài này nghĩ là nó rất là ý nghĩa luôn. Tại vì khi mà anh đi tới chương trình này là anh đã chuẩn bị rất là kỹ. Anh trân trọng điều đó. À. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu, cố quên nụ phiền trọn đời ta sống cho tình thêm nồng. Quên cuộc đời dối trá, lòng người phôi pha, tình ta còn lâu bên mãi trong cơn mộng say. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu, nắm tay vui cười nguyện đời ta sống cho tình thêm nồng. Sẽ không còn buồn chán ngát đường tình thênh thang, và ta sẽ yêu nồng cháy quên đi ngày mai giấc mơ một cuộc tình. Wow. Hai bạn này gặp nhau cứ hát mãi rồi yêu nhau thôi, khỏi cần nói gì cả. Âm nhạc nó sẽ kết nối hai trái tim lại với nhau. Rồi thôi mình ngồi ghế mình tâm sự đi. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có muốn hỏi em câu gì không? Muốn hỏi em là em khó tính không? Theo như mới gặp vậy thì anh có thấy em khó tính không?
Mới gặp thì không khó, cũng không dễ khó thương à? Đúng rồi. Dạ. Cái ấn tượng đầu tiên anh nhìn là khi mà gặp anh á, em nở cái nụ cười mà chỉ làm cho mình nó bị sao xuyến luôn. Dạ. Ừ, thì đó thì nghĩa là em cũng theo anh là nhìn em là em khó tính. Còn em nhìn anh sao? Thôi trả lời câu hỏi của anh trước. Ừ. Dạ, em là một người rất là dễ tiếp cận. Yeah. Rất dễ tiếp cận nhưng mà khó chinh phục nha. Dạ. Yeah. Yeah. Vậy theo anh Huy thì quan điểm của anh về tình yêu là như thế nào? Quan điểm của anh về tình yêu thì chỉ là hai người có cảm thấy hai con tim cùng một nhịp đập. Hai con tim cùng nhịp đập hả anh? Ờ, nghĩa là hai người cùng cảm nhịp với nhau á, cùng cảm xúc với nhau. Dạ. Sẽ đi tiếp cái chặng đường của mình sắp tới. Dạ. Nghe có qua có vẻ nó hơi sến sến anh ha. Đúng nhưng rồi. Mà sến nhưng mà thiệt. Nhưng mà nó thật em thích cái gì đó sến mà thiệt á. Dạ. Các bạn đã có dự định là kết hôn chưa? Em đã cái tuổi này là đã suy nghĩ chuyện lập gia đình chưa hay là chỉ là yêu thôi? Ba mẹ của em và các bác ngồi quê á. Tại vì gia đình em đã chuyển vô đây từ bé rồi, nên vô đây thì em sống thì tới 30 tuổi vẫn chưa có, nên các bác ở ngoài quê hơi bị hoang mang. Với lại bố mẹ cũng vậy, cứ hối xong em lấy vợ đi, tại vì nhà có hai anh em nên mẹ cứ kêu là xong lấy vợ đi, thằng em mày lấy trước. Dạ. Còn về cái quan niệm về hôn nhân thì có thể là mình chắc luôn đi, đừng có thể rồi chắc hả. Hôn nhân thì trong khoảng 6 tháng đổ lại, trong thời gian đó mình sẽ tìm hiểu nhau, xem. Dạ. sẽ ok hơn để hiểu với tính cách nhau sẽ. Dạ, tức là anh chuẩn bị về điều kiện, cơ sở vật chất đồ đó là ok hết rồi ha. Ok, thì chắc chắn là bằng mọi giá phải có điều kiện để cưới em chứ. Mình tìm hiểu nhau khoảng 1 năm 1 năm rưỡi thì có thể tiến đến hôn nhân là đẹp đó anh. Đúng rồi, anh nghĩ các bạn, quan trọng là em có bấm nút không. Để tối nay em về em trả lời mail anh biết liền. Ồ vậy hả, bây giờ sao ta. Em hãy tiến tới và nói với bạn gái một câu gì đó, suy nghĩ điều gì trong lòng của mình để chúng ta có thể tiến hành bấm nút. Vậy thôi. Đôi khi anh vô tình anh được đứng trước mấy ngàn khán giả là anh không run, nhưng mà anh gặp em anh rất là run. Chắc là anh đã có cảm xúc thật sự với em. Và nên lát chúng ta, anh rất mong em bấm chuông để chúng ta có một những ngày tháng tìm hiểu ra. Vậy ha. À. Rất chân thành. Rồi. Mọi người, chúng ta sẽ đưa ra quan điểm của mình bằng nút bấm. Nút đâu? Bên trái anh. Bên trái đây. Đó, rối, không tìm ra được cái thế để bấm rồi. Chúng ta hãy lắng lại 30 giây, cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu phải, chúng ta bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu cảm nhận không phải, không cần bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình, nhìn về phía trước. Nhìn phía trước anh. 1 2 Bấm trước luôn rồi. 3 Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau đi. Cho anh nắm nhẹ. Rối kìa trời ơi, ống rung thiệt kìa trời ạ. Ôi, tay sao lạnh như vậy trời. Này, bạn gái là chủ động hết đấy. Rồi, bây giờ thì bạn trai có điều gì muốn nói với lại gia đình bạn gái hay không? Sau đó thì xin phép được hôn cái hôn đầu tiên ở má của bạn gái. Hôm nay chúng con đã bấm chuông rồi. Không có chuông, ở đây không phải lan và điệp. Nút mà bấm nút, đây. Nút. Chúng con đã bấm nút rồi thì trái tim cũng đã nổi đỏ rồi. Thì xin phép hai bác cho con hôn chán nhẹ của em cái. Cho hôn đúng. Dạ, xin cảm ơn.